Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn một cái tình huống là bên mua nếu mà nhận hóa đơn thay thế và hóa đơn điều chỉnh á, thì mình sẽ hạch toán và kê khai thuế như thế nào. Bên mua nha các bạn, nhận hóa đơn điều chỉnh hoặc là hóa đơn thay thế, mình sẽ kê khai thuế và hạch toán như thế nào. Thì tôi đưa ra cái tình huống như sau nữa các bạn. Tháng 1 năm 2023 nhận hóa đơn thay thế cho tháng 12 năm 2022, tức là tháng 12 năm 2022 á, mình đã viết một cái hóa đơn là 10 triệu và VAT là 1 triệu, và hóa đơn này bị sai nên tháng 1 2023 mới viết một hóa đơn thay thế. Hóa đơn thay thế đúng là 20 triệu và VAT là 2 triệu. Đây là hóa đơn chi phí nha. Rồi các bạn nắm được tình huống chưa? Hóa đơn đúng là hóa đơn thay thế viết vào tháng 1 năm 2023. Bây giờ tình huống 1 tôi đưa ra là tháng 12 2022 nè, là cái hóa đơn 10 triệu nè là đã kê khai thuế rồi, tức là đã kê khai thuế 10 triệu này rồi. Rồi rõ chưa? Như vậy bây giờ mình nhận được cái hóa đơn thay thế tháng 1 này nè, mình sẽ làm sao? Thì về mặt kê khai thuế nữa các bạn, là tại tháng 1 năm 2023 các bạn nhận được tờ hóa đơn thay thế này thì 100% các bạn phải vào tháng 12 năm 2022 để làm tờ khai thuế bổ sung tháng 12. Rồi hiểu cái này không? Mình làm tờ khai thuế bổ sung các bạn. Thì lúc này chỉ tiêu 23 của mình á, hồi xưa nó đang là 10 triệu, bây giờ nó tăng thêm 10 triệu nữa. Được không? Ok. Và chỉ tiêu 24, 25 này nè, nó sẽ tăng thêm 1 triệu, tại hồi xưa nó 1 triệu rồi. Rồi các bạn rõ chỗ này chưa? Lấy tờ hóa đơn 20 triệu này nè, là hóa đơn thay thế tháng 1 2023, vào tờ khai tháng 12 của năm 2022, lập tờ khai bổ sung, thì chỉ tiêu 23 nó tăng lên 10 triệu, 24, 25 mỗi cái nó tăng lên 1 triệu. Thì lúc này nó xảy ra ba cái tình huống như sau. Tình huống thứ nhất á, có phải là mình tăng VAT đầu vào không? Tình huống thứ nhất là lúc này khi mình làm tăng VAT đầu vào thì nó sẽ xảy ra cái tình huống là giảm VAT phải nộp. Tức là tháng 12 năm 2022 á, là mới lần đầu mình nộp cái tờ khai lần đầu á, là nó đang là phải nộp. Bây giờ mình tăng VAT đầu vào nên nó giảm phải nộp. Tức là lúc này chúng ta nộp thừa VAT. Lúc này chỉ tiêu 40 nó sẽ giảm xuống. Đúng các bạn? Xem như là mình nộp dư. Mình nộp dư. Thì cái số tiền nộp dư tháng 12 năm 2022 nè, mình sẽ được bù trừ vào tháng 1 của năm 2023. Không có được ghi vào chỉ tiêu 38 nha. Nhớ là không được ghi vào chỉ tiêu 38. Rồi tình huống này các bạn rõ chưa? Tức là tháng 12 năm 2022 mình đang phải nộp. Bây giờ mình tăng VAT đầu vào thì VAT phải nộp nó giảm xuống, nhưng mà mình đã nộp tiền rồi thì xem như là nộp thừa. Cái số nộp thừa đó mình sẽ được bù trừ vào số thuế phải nộp của tháng 1 năm 2023. Đó là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai là tăng VAT được khấu trừ. Tức là lúc đầu là tháng 12 năm 2022 á, là VAT của mình là đang được khấu trừ là chỉ tiêu 43. Bây giờ mình tăng lên 1 triệu nữa, có phải là VAT nó tăng lên không? Như vậy là chỉ tiêu 43 tăng lên. Thì lúc này tại tháng 1 năm 2023 nè, các bạn sẽ ghi vào chỉ tiêu 38 cái số tiền thuế VAT tăng lên 1 triệu á. Được không? Tình huống thứ ba là mình chuyển từ phải nộp sang được khấu trừ. Tức là tháng 12 năm 2022 á, là mình đang kê khai thuế là phải nộp. Bây giờ mình kê khai bổ sung, nó từ phải nộp nó chuyển sang được khấu trừ. Như vậy là lúc này là từ chỉ tiêu 40 nó trở thành chỉ tiêu 43. Lúc này xem như là một phần thuế nộp dư của tháng 12 năm 2022 á, mình nộp dư mà, thì mình sẽ được bù trừ vào số thuế phải nộp của tháng 1 năm 2023. Và một phần thuế là mình sẽ kê khai vào chỉ tiêu 38 của tháng 1 năm 2023. Cái cách kê khai làm sao á, về kê khai bổ sung điền chỉ tiêu 38 như thế nào thì các bạn lên kênh YouTube của tôi Tự Học Kế Toán, các bạn bấm là bổ sung cục thuế Bình Định. Tôi hướng dẫn các bạn kê khai bổ sung rất là chi tiết ở trong này. Rồi, như vậy là về kê khai thuế trong trường hợp nhận hóa đơn thay thế mà trước đó đã kê khai thuế rồi thì các bạn làm như tôi vừa trình bày.
Như vậy sau khi mình kê khai thuế xong rồi thì mình sẽ nhảy qua cái vấn đề là mình hạch toán. Như vậy về hạch toán thì làm sao các bạn? Các bạn nhận hóa đơn thay thế tháng 1 năm 2023 thì các bạn quay lại năm 2022, hạch toán chi phí là 20 triệu và VT điều chỉnh á, hạch toán chi phí là 20 triệu, tăng lên là 20 triệu và tiếp tục là điều chỉnh sổ sách cái tài khoản 133 nè cho khớp với tờ khai bổ sung của tháng 12 năm 2022. Tức là cái lúc này là VT đầu vào của mình là 2 triệu, mình hạch toán giống như vậy nè các bạn. Xem như là mình lấy toàn bộ hóa đơn thay thế của, tức là lấy hóa đơn tháng 1 năm 2023, mình quay lại tháng 12 của năm 2022, mình hạch toán nghiệp vụ này. Xem như mình bỏ đi cái tờ hóa đơn 10 triệu đi, mình đừng quan tâm tờ hóa đơn 10 triệu. Rồi được chưa? Ok, hiểu chỗ này không? Sau khi mà mình hạch toán như thế này nè, thì mình phải tiếp tục mình điều chỉnh cái nghiệp vụ là khấu trừ giữa đầu vào và đầu ra. Thì sau khi mình làm cái động tác này, thì lúc này giữa sổ sách tài khoản 33311 và tài khoản 133 nè, về số phát sinh nó sẽ khớp với lại tờ khai bổ sung tháng 12 năm 2022. Và về mặt số dư thì nó cũng phải giống. Rồi được chưa? Vậy các bạn hiểu cái tình huống mà là nhận được cái hóa đơn thay thế chưa? Rồi bây giờ qua tình huống tiếp theo là mình nhận được cái tờ hóa đơn thay thế tháng 1 năm 2023, nhưng mà tháng 12 nè là mình chưa cái kê khai thuế. Rồi rõ không? Như vậy về mặt kê khai thuế thì các bạn làm như sau. Xem như là tháng 1 năm 2023 các bạn nhận tờ hóa đơn thay thế đó, thì xem như là nó phát sinh trong tháng 1 của năm 2023, nên các bạn kê khai thuế vào tháng 1 năm 2023 chúng tôi, không có kê khai bổ sung. Vì tháng 12 chưa kê khai mà. Mình chỉ kê khai bổ sung khi nào mà cái tháng mà có sai sót nó đã lạp tờ khai lần đầu rồi, rồi sau đó mới nhận hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế mình mới kê khai bổ sung. Còn cái tháng 12 này nè là nó chưa kê khai thuế, do đó tháng 1 năm 2023 các bạn nhận tờ hóa đơn thay thế thì xem như tờ hóa đơn thay thế này nó phát sinh trong tháng 1 của năm 2023, do đó chúng ta kê khai thuế trong tháng 1 năm 2023. Rồi được chưa? Rồi về mặt hạch toán thì do bản chất đây là chi phí của năm 2022, do đó 100% chúng ta lấy hóa đơn tháng 1 năm 2023, chúng ta quay lại tháng 12 năm 2023, chúng ta hạch toán giùm tôi cái nghiệp vụ chi phí này và treo cái thuế VT được khấu trừ á, treo vào 1388, bởi vì mình kê khai thuế tháng 1 năm 2023, do đó để giữa sổ sách 133 và tờ khai thuế nó khớp nhau thì chúng ta không có hạch toán 133 mà chúng ta treo cái 133 trong 1388. Rồi được chưa các bạn? Lấy hóa đơn tháng 1 của năm 2023 quay lại tháng 12 chúng ta hạch toán cái này. Xem như hóa đơn tháng 12 năm 2022 hóa đơn đó quên đi, không có tờ hóa đơn đó. Rồi sang tháng 1 năm 2023 chúng ta mới kê khai thuế giá trị gia tăng, tức là làm trên HTKK á, thì lúc này chúng ta chuyển 1388 sang 133 là 2 triệu. Thì lúc này giữa tờ khai thuế tháng 1 năm 2023 và sổ sách của tài khoản 133 và 331 nó sẽ khớp nhau về số phát sinh cũng như là khớp nhau về số cuối tháng 1. Rồi bên trên là tôi hướng dẫn cho các bạn là các bạn nhận được hóa đơn thay thế trong tình huống là trước đó đã kê khai thuế hay chưa kê khai thuế, thì các bạn kê khai thuế và hạch toán như thế nào thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Bây giờ tình huống thứ hai là các bạn nhận được tờ hóa đơn điều chỉnh, có thể điều chỉnh tăng hoặc điều chỉnh giảm, thì các bạn sẽ tiến hành hạch toán và kê khai thuế làm sao. Rồi hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tình huống này tiếp theo nè các bạn. Rồi các bạn xem tình huống nha. Tại tháng 1 năm 2023 nhận hóa đơn điều chỉnh tháng 12, điều chỉnh tăng lên chưa thuế là 10 triệu và thuế là 1 triệu, hóa đơn cũ là 10 triệu. Như vậy hóa đơn đúng của hai tờ hóa đơn này, nó hai tờ hóa đơn cộng lại thì nó trở thành một tờ hóa đơn là chưa thuế là 20 triệu và thuế là 2 triệu. Do đó tại tháng 1 năm 2023 các bạn nhận được tờ hóa đơn điều chỉnh này. Rồi các bạn rõ chưa? Cũng tương tự như nhận tờ hóa đơn thay thế thì mình cũng chia ra hai tình huống. Tình huống thứ nhất là tháng 12 năm 2022 nè, là mình đã kê khai thuế rồi.
Rồi các bạn rõ chưa? Tức là mình đã kê khai thuế 10 triệu rồi rồi. Như vậy 100% chúng ta sẽ lấy tờ hóa đơn điều chỉnh này nè, là tháng 1 năm 2023 nè. Chúng ta sẽ quay lại tháng 12 của năm 2022 này, chúng ta làm tờ khai bổ sung của tháng 12 năm 2022. Rồi các bạn rõ chỗ này chưa? Lấy tờ hóa đơn điều chỉnh của tháng 1 năm 2023 mà chúng ta nhận được, chúng ta quay lại tháng 12 năm 2022 lập tờ khai thuế giá trị tăng bổ sung. Ok. Thì lúc này chỉ tiêu 23 nó tăng lên 10 triệu, 24, 25 nó tăng lên 1 triệu. Thì lúc này nó cũng xảy ra ba cái tình huống giống y hệt như là chúng ta nhận hóa đơn thay thế, không có khác gì hết. Lúc này chúng ta sẽ cũng xảy ra ba cái tình huống giống y hệt như cái phần hóa đơn thay thế. Thì cái phần này chúng ta xem lại cho tôi. Đây các bạn. Đây nè, nó xảy ra ba tình huống giống vậy luôn. Thì các bạn xem lại nha. Rồi, bây giờ tình huống thứ hai. Kê khai thuế xong rồi. Cũng là tình huống một là hóa đơn tháng 12 đã kê khai thuế. Thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn là nhận hóa đơn điều chỉnh thì kê khai thuế như thế nào rồi. Thì giờ chúng ta qua hạch toán nè. Chúng ta qua hạch toán thì chúng ta lấy cái tờ hóa đơn tháng 1 năm 2023 mà đã điều chỉnh á, chúng ta quay lại năm 2022 chúng ta hạch toán chi phí tăng thêm 10 triệu. Tăng thêm 10 triệu các bạn. Rồi các bạn rõ chỗ này chưa? Chúng ta quay lại tháng 12 của năm 2022. Chúng ta làm sao? Quay lại năm 2022, chúng ta hạch toán chi phí tăng thêm 10 triệu và VT chúng ta tăng thêm 1 triệu bởi vì chúng ta kê khai bổ sung mà. Rồi hiểu chỗ này chưa? Tại sao hóa đơn tháng 1 năm 2023 mà chúng ta hạch toán vào năm 2022? Bởi vì bản chất đó là chi phí của năm 2022 nên không thể nào chúng ta hạch toán chi phí của năm 2023 được. Chúng ta mà hạch toán chi phí năm 2023 là nó sẽ bị sai. Thuế sẽ không có chấp nhận chi phí đó. Bởi vì bản chất nó là chi phí năm 2022 mà. Được chưa? Rồi hạch toán chi phí tăng thêm 10 triệu và VAT tăng thêm 1 triệu. Chúng ta phải hạch toán nợ 133 nè. Không cái hạch toán 1388. Bởi vì chúng ta làm tờ khai bổ sung tháng 12 năm 2022 mà. Rồi ok chưa? Bây giờ qua tình huống thứ hai là cái hóa đơn tháng 12 năm 2022 nè. Hóa đơn viết sai là chưa kê khai thuế. Chưa kê khai thuế. Vậy tháng 1 năm 2023 này chúng ta nhận một cái tờ hóa đơn điều chỉnh cho tờ hóa đơn tháng 12 năm 2022 này nè. Thì làm sao các bạn? Thì làm sao? Thì chúng ta lấy hóa đơn điều chỉnh của tháng 1 năm 2023 nè. Chúng ta kê khai thuế trong kỳ. Chúng ta kê khai thuế trong kỳ của tháng 1 năm 2023 luôn. Được chưa? Chúng ta lấy hai tờ hóa đơn. Nhắc lại nè. Chúng ta lấy hai tờ hóa đơn. Tờ hóa đơn thứ nhất là tháng 12 của năm 2022 là hóa đơn sai á. Là hóa đơn có 10 triệu thôi á. Chúng ta cộng với lại tờ hóa đơn tháng 1 của năm 2023 là 10 triệu nữa. Hai tờ hóa đơn nó cộng lại chưa V là 20 triệu và VT là 2 triệu. Chúng ta kê khai hết vào tháng 1 của năm 2023. Rồi ok, rõ chỗ này chưa? Rồi rõ chưa? Tôi nói tiếp. Ok. Chúng ta lấy tờ hóa đơn tháng 12 của năm 2022 cộng với lại tờ hóa đơn tháng 1 mà điều chỉnh của năm 2023 kê khai hết vào tháng 1 của năm 2023. Rồi ok chưa? Ok nha. Rồi. Như vậy là xem như là nó phát sinh trong tháng 1 của năm 2023 thôi. Rồi bây giờ về hạch toán kế toán nè. Về hạch toán kế toán các bạn. Thì về hạch toán kế toán á, là lúc này chúng ta 100% chúng ta phải lấy cái hóa đơn mà điều chỉnh của tháng 1 năm 2023 chúng ta hạch toán như thế này. Và đồng thời lấy cái tờ hóa đơn tháng 12 năm 2022 luôn, chúng ta hạch toán chi phí giống y hệt như thế này luôn. Tức là chúng ta có thêm một nhiệm vụ nè, là nợ chi phí nè là 10 triệu và nợ của 1388 nè cũng là 1 triệu và có cái gì 111 nè, 112 nè, 331 nè là 11 triệu.
Đây là tờ hóa đơn tháng 12 năm 2022 nha các bạn. Còn đây là tờ hóa đơn tháng 1 năm 2023. Nhưng mà chúng ta hạch toán vào đâu? Tháng 12 của năm 2022, nhớ nha. Tại sao treo vào 1388? Bởi vì chúng ta kê khai thuế tháng 1 của năm 2023 nên chúng ta treo 1388. Rồi, các bạn hiểu chỗ này chưa? Lấy hóa đơn tháng 12 năm 2022 là hóa đơn bị sai đó. Và hóa đơn tháng 1 năm 2023 chúng ta hạch toán hết vào tháng 12 của năm 2022. Treo VAT chưa được khấu trừ vào tài khoản 1388. Sang tháng 1 năm 2023 là chúng ta mới kê khai thuế giá trị gia tăng của tháng 1 năm 2023 của hai tờ hóa đơn. Tờ hóa đơn bị sai tháng 12 năm 2022 và tờ hóa đơn điều chỉnh. Lấy hai tờ hóa đơn đó kê khai thuế tháng 1 năm 2023. Tức là lúc này chúng ta mới được khấu trừ. Thì lúc này chúng ta mới kết chuyển từ 1388 nè sang 133. Rồi rõ chỗ này chưa? Từ 1388 sang 133. Lúc này chúng ta hạch toán cái chỗ này cũng hai lần luôn. Một lần cái chỗ này là 1 triệu của tờ hóa đơn điều chỉnh. Và một lần là 1 triệu của tờ hóa đơn tháng 12 năm 2022. Tức là chúng ta ghi thêm một nghiệp vụ nợ 133 này là 1 triệu nè. Và có cái gì? 1388 nè là 1 triệu nè. Đây là tờ hóa đơn tháng mấy? Đây là tờ hóa đơn của tháng 12 năm 2022. Còn đây là tờ hóa đơn tháng mấy các bạn? Đây là tờ hóa đơn của tháng 1 2023. Rồi, lúc này khi mà chúng ta làm như thế này nè thì 100% giữa sổ sách của tài khoản 133 và 33311 nó sẽ khớp nhau giữa sổ sách và tờ khai tháng 1 của năm 2023. Rồi rõ chưa? Ok, qua cái video này sẽ giúp cho các bạn biết được là khi mà chúng ta nhận được tờ hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế thì bên mua sẽ kê khai thuế và hạch toán làm sao. Rồi, giúp cho các bạn hết bỡ ngỡ được không? Các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy cho tôi một lượt like, comment, share về tường Facebook cá nhân cho nhiều bạn cùng xem. Để tôi có tinh thần tôi ra nhiều video free tặng cho các bạn, được không? Rồi, các bạn muốn theo dõi kế toán và thuế miễn phí từ tôi thì lên kênh YouTube nè. Các bạn gõ từ khóa là tự học kế toán. Gõ từ khóa tự học kế toán. Rồi, các bạn bấm vào Tấn Hải Bùi. Rồi, các bạn xem video các bạn. Rồi các bạn xem video nè. Ở dưới mỗi video nè nó có từ đăng ký kênh. Các bạn bấm vào nút đăng ký kênh và nhớ bấm vào cái chuông để mỗi lần tôi ra video các bạn là người đầu tiên sẽ nhận được cái video này. Xem video thấy hay hữu ích, bấm cái nút cảm ơn này, mua cho tôi những cái ảnh động này, bấm chữ mua và gửi, được không các bạn? Rồi, các bạn muốn tham khảo về sách thì hãy vào trang sách kế toán.org nè. Nó có rất là nhiều sách mà tôi viết ở đây cho nhiều đối tượng. Bạn nào mà chưa biết kế toán thì đọc cho tôi cái bộ này, bộ bí quyết tự học kế toán. Bạn nào mà muốn luyện nợ có thì đọc cho tôi cái bộ này, được không? Bạn nào muốn biết khai báo thuế thì đọc cho tôi cái bộ này. Bạn nào muốn đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính thì đọc cho tôi cái bộ này. Bạn nào muốn thực hành kế toán phần mềm MISA thì đọc cho tôi cái bộ này. Bạn nào muốn tính giá thành thì đọc cho tôi cái bộ này. Bạn nào muốn tổ chức bộ máy kế toán, tức là kế toán trưởng và kế toán tổng hợp á, chưa biết tổ chức thì đọc cho tôi cái bộ này. Bạn nào muốn biết lập báo cáo tài chính thì đọc cho tôi cái bộ này. Bạn nào muốn biết lập báo cáo tài chính và khai báo thuế thì đọc cho tôi cái bộ này. Rồi, được chưa? Rồi, cảm ơn các bạn. Nhớ follow kênh nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.